Cô chào các con, hôm nay cô chào chúng ta gặp nhau trong phần môn luyện từ và câu. Các con ơi, các con đã được tìm hiểu về ý nghĩa của rất nhiều dấu câu như dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than và cả dấu hai chấm. Và còn một loại dấu câu mà các con rất thường gặp trong các văn bản hàng ngày, đó chính là dấu gạch ngang. Vậy dấu gạch ngang có tác dụng gì? Thì cô và các con sẽ cùng tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay nhé. Cô mời các con đến với yêu cầu bài tập 1, gạch chân những câu có chứa dấu gạch ngang trong các đoạn văn sau và cho biết dấu gạch ngang có tác dụng gì. Ở bài tập 1, có hai yêu cầu. Thứ nhất là các con phải tìm ra những câu chứa dấu gạch ngang và nêu tác dụng của các dấu gạch ngang ở từng câu. Cô mời các con cùng đến ví dụ A. Thấy tôi sáng đến gần, ông hỏi tôi: cháu con ai? Thưa ông, cháu là con ông Thư. Như vậy thì các con hãy tìm nhanh giúp cô xem trong đoạn văn A này có mấy dấu gạch ngang. À, cô tin chắc là các con đã tìm ra được các dấu gạch ngang trong đoạn văn này rồi đúng chưa nè? Ở trong đoạn văn A có chứa hai dấu gạch ngang và hai dấu gạch ngang này được đặt ở đầu câu. Dấu gạch ngang thứ nhất, đằng sau đó là lời của nhân vật ông khách: cháu con ai? Và dấu gạch ngang thứ hai, đằng sau đó là lời đáp của nhân vật cậu bé. Đó cũng chính là tác dụng đầu tiên của dấu gạch ngang đó các con. Dấu gạch ngang được dùng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại. Và cụ thể trong đoạn văn này, đó chính là lời đối thoại giữa nhân vật ông khách và cậu bé. Cô mời các con đến ví dụ B. Con cá sấu này màu da xám huyết như da cây bần, gai lưng mọc chừng 3 đốt ngón tay, trông dễ sợ. Cái đuôi dài, bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công, đã bị trói xếp vào bên mạng sườn. Các con hãy tìm nhanh giúp cô xem trong đoạn văn này dấu gạch ngang được đặt ở đâu. Đúng rồi đó các con. Ở trong đoạn văn B, dấu gạch ngang nằm ở câu thứ 2. Cái đuôi dài, bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công, đã bị trói xếp vào bên mạng sườn. Các con quan sát cho cô xem, ở trong câu này dấu gạch ngang được đặt ở đâu và có mấy dấu gạch ngang nè. À các con ơi, ở trong câu văn này dấu gạch ngang được đặt ở giữa câu và bao gồm có hai dấu gạch ngang trong cùng một câu. Vậy vì sao lại có sự khác biệt như vậy? Các con hãy quan sát. Bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công, đó là lời giải thích cho bộ phận cái đuôi của con cá sấu. Vì vậy, để ngăn cách bộ phận giải thích và bộ phận vị ngữ thì người ta đã dùng dấu gạch ngang. Và đó cũng chính là tác dụng thứ hai của dấu gạch ngang đó các con. Bên cạnh việc đánh dấu lời nói của nhân vật thì dấu gạch ngang còn được dùng để đánh dấu phần chú thích giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về bộ phận trước nó. Và cụ thể trong đoạn văn B này thì dấu gạch ngang dùng để đánh dấu về phần chú thích và đó chính là cái đuôi dài của con cá sấu. Mời các con cùng đến với ví dụ C nè. Để quạt điện được bền, người dùng nên thực hiện các biện pháp sau đây. Trước khi bật quạt, đặt quạt nơi chắc chắn để trên quạt tiếp xúc đều với nền. Khi điện đã vào quạt, tránh để cánh quạt bị vướng víu, quạt không quay được sẽ làm nóng cháy cuộn dây trong quạt. Hằng năm, tra dầu mỡ vào ổ trục, bộ phận điều khiển hướng quay của quạt, nhưng không nên tra quá nhiều vì dầu mỡ sẽ chảy vào trong làm hỏng dây bên trong quạt. Khi không dùng, cất quạt vào nơi khô, mát, sạch sẽ, ít bụi bặm. Các con hãy giúp cô đếm xem trong đoạn văn C có bao nhiêu dấu gạch ngang. Đúng rồi đó các con, trong đoạn văn C này có 4 dấu gạch ngang được đặt ở đầu dòng.
Như vậy, đằng sau nó có phải là đánh dấu lời nói của nhân vật như ở ví dụ A không? Các con hãy suy nghĩ giúp cô xem tác dụng của dấu gạch ngang trong ví dụ C được dùng để làm gì nào? Các con hãy cùng cô quan sát câu mở đoạn. Để quạt điện được bền, người dùng nên thực hiện các biện pháp sau đây. Và bên dưới là người ta đưa ra bốn biện pháp. Như vậy, ứng với mỗi biện pháp là một dấu gạch ngang. Đến đây, các con đã đoán được tác dụng tiếp theo của dấu gạch ngang là gì chưa nào? Đúng rồi đó các con, dấu gạch ngang dùng để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. Và cụ thể trong ví dụ C này là tác giả đang liệt kê các biện pháp cần thiết để bảo quản quạt điện được bền. Cô và các con vừa tìm hiểu ba tác dụng chính của dấu gạch ngang và đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Các con hãy ghi nhớ để chúng ta có thể vận dụng vào các bài tập thực hành thật tốt nha. Cô mời các con đến với yêu cầu bài tập 2. Tìm câu chứa dấu gạch ngang trong mẫu chuyện dưới đây và nêu tác dụng của mỗi dấu. Như vậy, ở bài tập 2 này, các con hãy đọc cho cô mẫu chuyện Quà tặng cha. Xác định xem có những nhân vật chính nào trong chuyện. Tìm cho cô những câu văn chứa dấu gạch ngang. Và dựa vào kiến thức vừa học thì các con hãy nêu cho cô tác dụng của mỗi dấu gạch ngang trong câu văn đó. Cô có một lưu ý nhỏ ở trong bài tập 2 này. Cô mời các con hãy quan sát từ bắt scan. Trong từ bắt scan này có chứa dấu gạch nối và đó chỉ là dấu gạch nối được sử dụng theo quy định về cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài mà chúng ta đã được học hồi các con nhé. Cô mời các con cùng đến với yêu cầu của bài tập 3. Viết một đoạn văn kể lại cuộc nói chuyện giữa bố mẹ với em về tình hình học tập của em trong tuần qua. Trong đó có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu các câu đối thoại và đánh dấu phần chú thích. Các con lưu ý cho cô. Nhiệm vụ của bài tập 3 yêu cầu các con viết một đoạn văn. Đoạn văn đó có thể dài từ 7 đến 10 câu. Nội dung là các con hãy ghi lại cuộc trò chuyện giữa bố mẹ với con để kể cho bố mẹ nghe tình hình học tập của con trong tuần qua. Lưu ý là trong đoạn văn đó, con phải sử dụng dấu gạch ngang với hai mục đích. Thứ nhất là dùng để đánh dấu các câu đối thoại và thứ hai là dấu gạch ngang dùng để đánh dấu phần chú thích trong câu. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Qua tiết học này, các con cần ghi nhớ cho cô ba tác dụng chính của dấu gạch ngang và vận dụng kiến thức được học, thực hành thật tốt các bài tập trong phiếu học tập mà cô đã gửi đến ba mẹ của các con. Cô chúc các con có thật nhiều niềm vui. Cô thân ái chào tạm biệt.